Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thêm 3 món đồ chơi nữa. Rồi mời các bạn xem chi tiết vào màn hình nhé. Thì đầu tiên mình review cho các bạn xem đó là con heo Vespa các bạn. Sản phẩm này sẽ dùng 3 viên pin. Nó lắp được lắp ở dưới cái con heo Vespa các bạn. Các bạn lật chiếc xe lên thì nó sẽ có một công tắc nằm ngay bánh xe tròn. Bạn bật công tắc lên thì sản phẩm nó sẽ quay. Cái bánh xe nó sẽ hoạt động là quay 360 độ. Khi các bạn để xuống mặt phẳng thì sản phẩm nó sẽ chạy. Và khi đó gặp vật cản thì nó sẽ tự động tránh ra chỗ khác. Gặp vật cản nó sẽ tự động tránh ra chỗ khác các bạn. Thì mình sẽ phóng gần cho các bạn xem cho nó kỹ hơn ha. Thì bốn cái bánh xe các bạn thì nó có sẽ có bốn cái bóng đèn LED và bốn màu khác nhau. Có nghĩa là khi nó hoạt động nó chiếu chiếu thì nó sẽ khác nhau các bạn. Rất là đẹp ha. Rồi sản phẩm thứ hai mình gửi các bạn xem đó là con chuột mít khay mà thổi bong bóng. Các bạn nhìn sơ nét về một quận cái sản phẩm này ha. Thì đã nói về cái sản phẩm thổi bong bóng á, thì sản phẩm này khi chúng ta mua thì sẽ đi kèm theo một chai nước bong bóng các bạn. Chai nước xà bông. Thì chai nước xà bông này các bạn sẽ đổ vào đằng trước ngực của con chuột mít khay á, cái chỗ chứa cái chỗ bong bóng á, thì khi bật công tắc lên, sản phẩm này cũng dùng 3 viên pin ha. Bật công tắc lên thì nước nó sẽ hút vào và nó thổi ra miệng các bạn. Khi thổi ra thì cái con nó sẽ có cái lượng gió thổi ra thì nó rất là nhiều cái bong bóng ha. Ở bên trên hai cái lỗ tai của con mèo của con chuột mít khay này á thì nó có hai bóng đèn LED cũng rất là dễ thương, rất là đẹp. Ban đêm chơi rất là đẹp các bạn. Sản phẩm này cũng dùng 3 viên pin các bạn. Có nhạc ha. Thì cái sản phẩm này thì nói tóm lại là nó thuộc về những cái sản phẩm là nó có tay cầm các bạn. Thì con em chúng ta rất là thuận tiện khi đi chợ đi chơi ha. Lưu ý là sản phẩm này chúng ta phải đi đứng đừng để nghiêng các bạn. Khi chúng ta để nghiêng thì sẽ nước xà bông nó sẽ chảy các bạn ha. Khi nó chảy thì nó sẽ làm dơ nhà chúng ta khi chúng ta chơi. Và xà bông này hết thì các bạn cũng có thể chế biến được ha. Có thể là dùng nước xà bông Mỹ Hảo mình chế biến lại. Rồi sản phẩm tiếp theo mình gửi cho các bạn xem đó là cái lồng đèn Tôn Ngộ Không ha. Thì những sản phẩm này đều có cái tay cán để mình cầm các bạn. Thì con em chúng ta đi chợ, đi chơi, đi công viên á thì nó rất phù hợp. Và đi du lịch á thì cầm theo rất là dễ thương. Sản phẩm này thì nó cái cây thước bảng nó cũng có cái công tắc và nó nằm gờ các bạn. Khi các bạn mua về thì cây thước bảng này các bạn phải nằm gờ và tự lắp ghép vào nha. Ngoài sau lưng của cái Tôn Ngộ Không này thì cũng có công tắc, nó sử dụng là 2 viên pin. Bật công tắc lên thì sản phẩm sẽ quay và nó có tiếng nhạc. Và bên trong cái Tôn Ngộ Không này cũng có đèn luôn các bạn, đèn LED luôn. Và bên trên đầu của cái Tôn Ngộ Không này nó sẽ có hai cái gọi là hai cái nón các bạn, hai cái tay, hai cái nón thì cũng nằm gờ luôn, các bạn có thể là tự lắp vào nha. Đây, các bạn nhìn sơ quận về một sản phẩm này nữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.